chào tất cả anh em. Hôm nay mình có về được một lô cá búa số lượng khoảng 5.000 cái. Mình muốn giới thiệu cùng với anh em. Đây là những cây cá búa Mỹ, hàng lưu kho nha anh em. Cái này là hàng lưu kho, mình về được một đống rất là nhiều, một lô luôn. Mình nhập kho cá búa Mỹ của hát. Anh em xem, đây là những cây cá của thương hiệu Hatch Hickory của Mỹ. Nhưng mà chỉ có vài cây là nó có tem thôi, vì đây là nó cái tem giấy nên nó thể bị rớt ra ngoài. Những cây cá gỗ này thì nó đã được hấp keo và xử lý mới một cho anh em rồi nha. Những cây này chất lượng cực kỳ tốt, chất lượng gỗ rất là tốt, nó rất là nhẹ. Những cái cây này nó nặng chưa tới 200 gram một cây. Cái cán rất là nhẹ, thích hợp cho anh em cha những cây búa từ 500 gram trở lên, 1,5 kg, 2 kg, 3 kg gì cha cũng đều được. Nó rất là chắc, anh em không có sợ bị gãy đâu. Mình muốn giao lưu với anh em là 100.000 ba cây cán búa gỗ của thương hiệu Hatch Hickory, chưa bao gồm phí ship nha anh em. Tiền ship là anh em tự chịu, bên mình không có bao ship. Hàng lưu kho còn rất là mới, zin lớp keo phủ luôn. Cây này keo còn rất là tốt. Mình xin nhắc lại là mình muốn giao lưu với anh em 100.000 ba cây cán búa như thế này, là tiền ship anh em tự chịu. Bên mình có ship code toàn quốc, anh em xin liên hệ với số điện thoại mình để trên bài viết. Cảm ơn anh em đã theo dõi video. Xin thân ái chào tạm biệt tất cả.